Xin gửi lời chào cuối tháng tới tất cả các quý vị và các bạn. Quý bạn và các vị đang tới với bản tin thể thao của Khán Đài Online được phát sóng hàng ngày vào lúc 11 giờ sáng. Đại dịch Covid-19 vẫn đang lây lan và phát triển mạnh mẽ theo cấp số nhân đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống thể thao. Hãy cùng Khán Đài Online đến với những tin tức thể thao nóng hổi có mặt trong bản tin sáng ngày 10 tháng 3 hôm nay. Đội tuyển Việt Nam hủy đá giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan. Barca tiếp đón Napoli trên Camp Nou không khán giả vì Covid-19. Đặng Văn Lâm gặp chấn thương, đối mặt với nguy cơ dự bị dài hạn. Trọng Hoàng đón quý tử đầu lòng, đặt biệt danh hách não khiến ai cũng tò mò. Đối thủ của U22 Việt Nam bị trừng phạt vì đi đánh bạc ở SEA Games. Ronaldinho trong tù bộ dạng tiểu tụy nhưng vẫn tươi như hoa. Serra chính thức hoãn vì Covid-19. Cuối cùng, MU cũng chỉ bán Jesse Lingard. Đội tuyển Việt Nam hủy đá giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan. Chiều ngày 9 tháng 3, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có thông báo gửi tới các liên đoàn bóng đá thành viên về việc lùi lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Theo đó, các trận đấu diễn ra trong tháng 3 và tháng 6 sẽ được lùi lịch tới tháng 10 và tháng 11 năm 2020. Như vậy, trận đấu vào ngày 31 tháng 3 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam, trận đấu vào ngày 4 tháng 6 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia, trận đấu vào ngày 9 tháng 6 giữa đội tuyển UAE và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng G sẽ không được diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21 tháng 3 để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia vào ngày 31 tháng 3. Trong quá trình quân, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đá giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 26 tháng 3 tại Bình Dương. Tuy nhiên, do liên đoàn bóng đá châu Á điều chỉnh lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nên trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Kyrgyzstan sẽ không diễn ra như kế hoạch nêu trên. Trang chủ của liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo, trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Kyrgyzstan cũng sẽ không diễn ra như dự kiến, do đội bạn buộc phải có những sự điều chỉnh lịch hoạt động cho phù hợp với những điều kiện thực tế. Căn cứ vào lịch thi đấu của liên đoàn bóng đá châu Á ban hành, VFF sẽ điều chỉnh lại kế hoạch hoạt động của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có sự chuẩn bị chú đáo nhất cho việc hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2020. Barca tiếp đón Napoli trên Camp Nou không khán giả vì Covid-19. Sau nhiều tháng kể từ khi được phát hiện, những ảnh hưởng từ đại dịch Corona lên toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện rất nhiều quốc gia đã phải hoãn lịch thi đấu hoặc tổ chức mà không có khán giả. Loạt trận lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League cũng không phải là ngoại lệ. Tại châu Âu, Italia là nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất vì đại dịch. Để ngăn chặn các cổ động viên tại đất nước hình chữ ủng di chuyển để ủng hộ các câu lạc bộ ở cúp châu Âu, các trận đấu mà những đại diện của Serie A làm khách sẽ không mở cửa đón khán giả. Như vậy, Barcelona sẽ tiếp đón Napoli trên sân nhà Camp Nou sẽ không có sự góp mặt của các cổ động viên. Tương tự là những cặp đấu Valencia đối với Atalanta, Getafe gặp Inter và Roma gặp Sevilla. UEFA rất cứng rắn trong việc đưa ra quyết định trên để đảm bảo an toàn cho các cổ động viên. Với gã khổng lồ xứ Catalonia, họ không chỉ thiệt hại về mặt tinh thần vì mất đi sức mạnh của cầu thủ số 12 mà còn mất đi nguồn thu đáng kể. Thực tế, Barca đã bán khoảng 5.000 vé cho các cổ động viên Napoli, nhưng khoản này câu lạc bộ sẽ phải hoàn trả số tiền thu được. Ở Việt Nam, do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus Corona, vòng 2 của V-League 2020 dự kiến diễn ra trong các ngày 13, 14 và 15 tháng 3 sẽ tiếp tục diễn ra trong tình trạng sân không có khán giả. Trước đó, vòng đấu khai mạc cũng đóng cửa với khán giả vì lý do tương tự. Đặng Văn Lâm gặp chấn thương, đối mặt với nguy cơ dự bị dài hạn. Như đã biết, cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định tạm dừng toàn bộ các giải đấu trong hệ thống thi đấu của FAT, trong đó có giải Thái League One do lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19. Điều này càng khiến thủ môn Đặng Văn Lâm gặp khó khăn trong việc tìm lại cảm giác bóng tốt nhất sau khi phải ngồi dự bị tại hai vòng đấu gần đây nhất, và tương lai của thủ môn Việt Kiều Nga càng trở nên khó khăn khi anh dính chấn thương. Trước trận câu lạc bộ Mường Thông United đã tập với Udon Thani FC vào chiều ngày 8 tháng 3. Đây thực sự là một tin dữ đối với Văn Lâm trong bối cảnh anh đang rất cần cơ hội để thể hiện, để lấy lại suất bắt chính tại Mường Thông từ giải thủ môn Sprongjord. Nếu Văn Lâm tiếp tục không được thi đấu sau khi bình phục chấn thương, rõ ràng đây sẽ là một thách thức đối với huấn luyện viên Park Hang-seo khi trao cơ hội cho anh tại đội tuyển quốc gia. Mùa trước, Đặng Văn Lâm chính là thủ thành số 1 tại Mường Thông United khi anh chơi cả 30 trận tại giải vô địch quốc gia Thái Lan. Trọng Hoàng đón quý tử đầu lòng, đặt biệt danh hách não khiến ai cũng tò mò. Vợ Trọng Hoàng hạ sinh em bé vào lúc 9:30 ngày 9 tháng 3. Đến chiều cùng ngày, tiền vệ sinh năm 1989 mới đăng hình ảnh con trai và vợ lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái chào mừng em bé đến với gia đình. Nhiều cầu thủ bóng đá như Đức Huy, Bùi Tiến Dũng, Văn Đức, Đình Trọng, Đức Trinh cùng người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới vợ chồng Trọng Hoàng. Bên cạnh đó, không ít người thắc mắc về biệt danh B của em bé.
Theo lý giải trong giới bóng đá, tiền vệ người Nghệ An cũng biệt danh là Hoàng Bò, mà Bò đẻ ra Bê theo cách gọi của người Việt Nam. Chính vì vậy, Trọng Hoàng đặt luôn cho con trai biệt danh là Bê. Biệt danh Hoàng Bò cũng để ám chỉ tiền vệ thủ biên chế câu lạc bộ Viettel rất khỏe và bền bỉ. Từ ngày còn trẻ, Trọng Hoàng đã được đánh giá là cầu thủ có thể trạng tốt bậc nhất của Việt Nam. Cùng với việc sinh hoạt điều độ, chăm sóc bản thân, Trọng Hoàng vẫn duy trì được việc thi đấu với cường độ cao khi năm nay đã sang tuổi 31. Năm 2018, Trọng Hoàng lên sao Hoa với Quỳnh Anh, một chiến sĩ công an. Anh khi đó đang tập trung của đội tuyển Việt Nam ở Paju, Hàn Quốc, nên phải xin phép huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ dở chuyến tập huấn để về Việt Nam làm đám cưới. Sau 2 năm, vợ chồng Trọng Hoàng được đón được con trai đầu lòng. Nếu vượt nhân đôi với anh khi chỉ một ngày trước đó vào ngày 8 tháng 3, Trọng Hoàng cùng câu lạc bộ Viettel đã có chiến thắng 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1 V-League 2020. Đối thủ của U22 Việt Nam bị trừng phạt vì đi đánh bạc ở SEA Games. Trong giai đoạn cuối vòng bảng SEA Games 30, một số cầu thủ của U22 Singapore đã gây sốc trong dư luận ở quê nhà khi trốn chạy để đi đánh bạc. Sau quá trình điều tra nghiêm túc, trong tuần đầu của tháng 3 năm 2020 vừa qua, Ủy ban Olympic Singapore SNOC đã công bố án phạt cho 9 cầu thủ bao gồm Hami Chiain, Joshua Pereira, Kenji Rusdi, Len Nenten, Safua Akbar, San Sarian, Tarazi Sramlat, Zafran Rohazad và Zukran Suleiman. Thông báo trên trang chủ, tổ chức này cho hay, ngày 31 tháng 1 năm 2020, Ủy ban kỷ luật thuộc SNOC đã có cuộc gặp gỡ và làm việc với 9 vận động viên liên quan đến sự vụ xé rào tại SEA Games 30. Chúng tôi đã cho họ cơ hội được giải thích về những hành động này. Tất cả các cầu thủ trên đều thừa nhận hành động này đã vi phạm bộ quy tắc ứng xử dành cho thành viên các đội tuyển tham dự đại hội thể thao khu vực. Sau khi xem xét các bằng chứng và hoàn cảnh xảy ra sự việc, Ủy ban quyết định đưa ra các án phạt tiền tùy theo mức độ dành cho 9 vận động viên này. Mức phạt được cho là dao động từ 1.000 cho đến 2.000 đô la Singapore. Toàn bộ số tiền thu được sẽ quyên góp cho quỹ Olympic quốc gia. Ngoài phạt tiền, với việc dính án kỷ luật từ Ủy ban Olympic, cơ hội lên trong tương lai của 9 cầu thủ kể trên sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Trang chủ SNOC nhấn mạnh, chúng tôi hy vọng các cầu thủ đã tìm được bài học bổ ích thông qua sự việc này. Họ cần dành năng lượng và tài năng của mình cho các hoạt động bóng đá để phát triển sự nghiệp bản thân. Ronaldinho trong tù bộ dạng tiêu tụy nhưng vẫn tươi như hoa. Nhà báo Meturat mới đây đã đăng tải một hình ảnh của Ronaldinho trong trại giam. Cựu danh thủ vẫn vui vẻ khi chụp hình nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi và tiêu tụy. Khuôn mặt của Ronaldinho có nhiều nếp nhăn, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ và đi dép lê. Được biết, Ronaldinho và anh trai Roberto đang bị tạm giam ở nhà tù Agrupación Estepelicaza nằm ở thủ đô Asunción của Paraguay. Hai anh em được ở trong một phòng giam riêng, không ở chung với các tù nhân khác. Trong khu tạm giam, Ronaldinho vẫn được cấp xà phòng, thức ăn và một loại thuốc để chống côn trùng cắn. Theo Roberto, cựu sao Barca sẽ không được nhận ưu đãi đối xử nào dù từng là ngôi sao bóng đá lừng danh. Trước đó, cảnh sát Paraguay đã tiến hành bắt giữ hai anh em Ronaldinho ngay trong đêm 4 tháng 3 trước khi cả hai được trả tự do vào ngày 5 tháng 3 sau hơn 7 giờ bị thẩm vấn. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 3, thẩm phán Graza Ruiz Diaz tuyên bố vụ Ronaldinho dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Paraguay được cho là một tội danh nghiêm trọng chống lại quyền lợi của Paraguay. Serie A chính thức hoãn vì Covid-19. Thủ tướng Italia, ông Giuseppe Conte ngày 9 tháng 3 đã mở rộng các biện pháp đối phó với virus corona trên toàn quốc, yêu cầu người dân ở nhà và cấm mọi hoạt động tụ tập nơi công cộng cùng với tất cả các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Serie A. Như vậy, sau nhiều tranh cãi cùng một số trận đấu diễn ra dưới điều kiện không có khán giả, Serie A mùa giải 2019-2020 đã chính thức bị hoãn lại. Hiện tại, Italia đã trở thành nước có số người nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Việc Italia bị phong tỏa cũng khiến cho các trận đấu của các câu lạc bộ Italia ở đấu trường châu Âu, UEFA Europa League và UEFA Champions League có nguy cơ bị ảnh hưởng. Hiện chưa rõ các trận đấu này sẽ diễn ra trên sân không có khán giả hay sẽ bị hủy bỏ. Cuối cùng, MU cũng chỉ bán Jesse Lingard. Theo nguồn tin của The Goal, MU đang tìm cách bán Lingard vào mùa hè tới sau khi tiền vệ người Anh đánh mất niềm tin của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Đây là thông tin mà nhiều người hâm mộ MU mong chờ bởi lẽ họ đã quá chán nản với các màn trình diễn kém cỏi của Lingard trên sân. Sau khi bùng nổ mùa giải 2017-2018 với 13 bàn thắng trên mọi đấu trường, Lingard đã sa sút không phanh trong 2 năm qua. Phong độ kém cỏi nhưng thích sống ảo khiến tiền vệ 27 tuổi này trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ MU. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Lingard khi anh ký hợp đồng với người đại diện tai tiếng Mino Raiola. Cách đây ít ngày, Lingard đã bị một số câu lạc bộ MU chửi rủa, đuổi cút xéo khỏi câu lạc bộ cho dù vừa góp công giúp họ đánh bại Derby County ở vòng 5 FA Cup. Cho dù đứng ra bảo vệ Jesse Lingard, nhưng MU vẫn tìm cách bán tiền vệ này vào mùa hè tới. Hợp đồng của Lingard có thời hạn đến tháng 6 năm 2021 kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Chính vì vậy, MU quyết định bán nhanh tiền vệ này để tránh rắc rối với Mino Raiola. MU cũng muốn bán Lingard để lấy vị trí cũng như kiếm một khoản tiền tái đầu tư cho các thương vụ khác. Hiện tại, Quỷ Đỏ đang theo sát ba tiền vệ tấn công trẻ hàng đầu nước Anh là Jadon Sancho, Jack Grealish và James Maddison.